Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thọ tưởng hành thức, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xứ, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc xứ, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn giới, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc giới, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn thức giới, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xúc, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với địa giới học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thủy hỏa không không thức giới học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với vô minh học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu, não, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với bố thí ba la mật đa học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với pháp không nội học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không tròn thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với chân như học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với thánh đế khổ học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với thánh đế tập diệt đạo học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với bốn niệm trụ học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với bốn tịnh lự học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với tám giải thoát học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với pháp môn giải thoát không học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với năm loại mắt học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với sáu phép thần thông học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với 10 lực Phật học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng học bất tăng bất giảm.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp không quên mất học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với tánh luôn luôn xả học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với trí nhất thiết học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả dự lưu học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với quả nhất lai bất hoàn A-la-hán học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả vị độc giác học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát học bất tăng bất giảm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật học bất tăng bất giảm. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với thọ tưởng hành thức học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xứ học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc xứ học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn giới học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với sắc giới học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn thức giới học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với nhãn xúc học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với địa giới học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với thủy hỏa phong không thức giới học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với vô minh học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bố thí Ba La Mật Đa học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với pháp không nội học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với chân như học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với thánh đế khổ học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với thánh đế tập diệt đạo học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với bốn niệm trụ học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo học bất tăng bất giảm như thế nào? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa,
nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa học bất tăng bất giảm. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp môn giải thoát không học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với năm loại mắt học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với sáu phép thần thông học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với 10 lực Phật học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp không quên mất học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với tánh luôn luôn xả học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với trí nhất thiết học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả dự lưu học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả vị độc giác học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với tất cả hạnh Đại Bồ Tát học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật học bất tăng bất giảm như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với sắc chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với thọ tưởng hành thức chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với nhãn xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với sắc xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với nhãn giới chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với sắc giới chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với nhãn thức giới chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với nhãn xúc chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với địa giới chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với vô minh chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bố thí Ba La Mật Đa chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp không nội chẳng sanh chẳng diệt mà học,
cũng nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với chân như, chẳng sanh chẳng diệt mà học, cũng nên đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng sanh chẳng diệt mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bốn thánh đế